Rồi Bân Sơn Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt đế trải lùng lực luôn nha, mốt đầu luôn này. Lũ này đế trải luôn nha. Rồi cây này có mã số là 653, có hòn gốc là 54, cây cao 50, bầu ươm hiện tại là 45. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 1000k bao ship luôn nha. Cây lùng lực luôn. Cây bonsai lùng lực luôn nha. Cây sống khỏe mình yên tâm luôn. Cây đế ok luôn. Rồi em vừa xin qua cây này luôn nha. Rồi Bông Sơn Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị hai thân chung cốt luôn nha, form thiên nhiên sống khỏe. Cây này có mã số là 654, hoàn gốc là 65, cây cao là 75, bầu ươm hiện tại là 45. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 1000k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh dọn vườn luôn. 1000k bao ship phong thiên nhiên. Cây cẩm thị hai thân chung cốt sống khỏe luôn nha. Cây form thiên nhiên luôn. 1000k bao ship. Rồi vừa xin qua cây này luôn nha. Rồi Bông Sơn Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị sống khỏe tông cao thiên nhiên. Cây này gồm có 3 thân chung cốt luôn nha. Một thân, hai thân, ba thân, chung cốt luôn. Cái này có mã số là 655, có hòn gốc là 75, cây cao là 145. Bầu đất hiện tại là 60. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2700k bao ship luôn nha. Tông cao thiên nhiên, sống khỏe luôn. Bao ship. Cây rất là khỏe luôn, thân đi nè. Rất là mập. Cái này về mình cứ phân tầng thiên nhiên là ok luôn. Bao ship. Rồi vừa xin qua cây này luôn nha. Rồi Bông Sơn Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị liền cốt mốt đầu luôn nha, form thiên nhiên luôn. Cây này có mã số là 656, có tổng hoành là 122, cây cao là 68, bầu ươm hiện tại là 55 nhân cho 65, 65 nhân cho 55 nha. Cây này mình xin giao lưu là 2700k bao ship luôn. Cây khá là đẹp. Cây sống khỏe nha. Nói chung tất cả các đầu đều sống hết á. Do là bên mình
sưu tầm về là lúc đó nó còn rất là nhiều thân cành, cho nên là nhà vườn mới xả lại. Còn lại mình lấy lại những cái thân chính nha. Đó. Đây. Nó đang ung mầm rất là khỏe luôn. 2700k bao ship. Ở đây nó có mặt lũa luôn. Mót đầu luôn nha. Cây này mình phân tầng thiên nhiên khá là đẹp. Rồi bọn xin qua cái này luôn nha. Rồi bọn San Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Hai thân chung cốt luôn nha. Cây này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời rồi, cây sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 657. Có hình gốc là 60, cây cao là 85. Bầu đất hiện tại là 40. Cái này mình xin giao lưu là 1400k bao ship luôn nha. 1400k bao ship. Form thiên nhiên luôn. Cây sống khỏe rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi bon san Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị liền cốt luôn nha. Nó có một cái cầu ra ngoài cái thân nhỏ luôn, liền luôn nha. Cụm này sống khỏe rồi. Cụm này có mã số là 658, tổng hoành là 110, cây cao là 60, bầu đất hiện tại là 60 nhân cho 40 nha. Cái này mình xin giao lưu là 2000k bao ship luôn. 2000k bao ship. Cụm liền cốt luôn nha. 2000k bao ship. Cái này về mình tút hết cái lá rinh đi cho nó lên lại cái lọc mới nó đẹp hơn nha. 2000k bao ship. Đây bọn xin qua cây này luôn. Rồi bon san Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt form thiên nhiên. Đế rỡ, đế nở luôn nha. Đế nè. Sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 659. Có hòn gốc là 100, cây cao 70. Bầu đất hiện tại là 55 x 45 nha. Cây này mình xin giao lưu nhanh 1800k bao ship luôn. Giao lưu nhanh luôn nha. Một cốt form thiên nhiên luôn. Đế nè, đế rất là ok luôn nha. Thì thật ra mấy cây này nó đã sống khỏe lâu rồi. Rồi nhà vườn mới tuyển về. Tuyển về bắt đầu sửa lại, cắt lại, cắt thốn lại tay cành. Chứ lúc mà mới lấy về là nó tầm hết luôn. 1800k bao ship, giao lưu nhanh luôn nha.
Rồi bà xin qua cây này luôn.